là những người mà xét nghiệm mà thấy viêm gan siêu vi C sau khi dùng một cái liệu trình điều trị sau 3 tháng thì đã trở về âm tính. Và người ta nói rằng viêm gan siêu vi C thì có thể gọi là khỏi được hoàn toàn. Đấy. Giống như là đại dịch trước đây thì chúng ta rất là lo sợ bệnh nhân HIV, AIDS đúng không ạ? Thế nhưng mà gần đây thì đã có một vài những cái nghiên cứu và ta thấy rằng là đã có những cái thuốc mà điều trị khỏi được bệnh. Thì bây giờ HIV nó không còn là bệnh thế kỷ nữa. Trước đây cứ nói HIV là án tử, nhưng thực ra thì có những người bị HIV, dương tính HIV nhưng mà thời gian ủ bệnh của nó rất là lâu. Thứ hai là nếu như mà đề kháng tốt, sức khỏe tốt, thể trạng tốt thì chuyển sang AIDS nó rất là lâu. Và đặc biệt là bây giờ các bạn thấy là có thuốc kháng virus rồi đúng không ạ? Cho nên là đã có nhiều cái báo cáo nói rằng là những bệnh nhân HIV đã trở về âm tính. Thì bây giờ là HIV không còn là bệnh thế kỷ nữa. Tương tự bệnh nhân viêm gan cũng thế. Điều rất đáng tiếc là Việt Nam mình những cái tỷ lệ bệnh nhân bị viêm gan á nó khá là cao. Tôi nghe có một cái báo cáo là nó lên đến 30% dân số theo điều tra dịch tễ học 30%. Nhưng mà người lành mang trùng nhé. Như hôm qua thì thầy có nói các bạn ấy, là chúng ta cứ vội vàng là khi mà xét nghiệm HBsAg dương tính thì chúng ta cứ đi dùng thuốc kháng virus ngay, nhưng mà cái đó là không đúng chỉ định đúng không ạ? Đến những phần đó thì thầy sẽ nói sâu hơn với các bạn. Bây giờ thì xin mời nhóm 1 sẽ trình bày để thầy sẽ cho đi từ 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 đơn giản đến phức tạp đúng không ạ? Cái chuyên đề 1 thì tương đối là nhẹ nhàng thôi. Bắt đầu đến chuyên đề 2 thì nó sẽ sâu hơn một chút. Không sao cả, bởi vì chúng ta thì thực hành mà, nhận thức mà, để cho nó tất cả các bạn đều phải có trách nhiệm phải nghe. Sau đó thì sẽ các cái bài chuẩn bị của các bạn sẽ gửi lên nhóm chung. Đấy. Xong rồi các bạn sẽ down xuống và ghép nó lại để cho cái tài liệu học tập cho các bạn. Nó liên quan đến thi hết môn này, liên quan đến thi tốt nghiệp của các bạn sau này. Ok. Tất nhiên là thi tốt nghiệp thì sau này sẽ nhà trường sẽ tổ chức ôn và sẽ rút gọn lại chứ không phải toàn bộ tất cả những cái thuốc mà chúng ta thực hành hiện nay. Được ạ. Rồi, bây giờ xin mời các bạn nhóm 1. Các nhóm cùng theo dõi, cùng nghe và cùng thảo luận nha.